Chào cả nhà nha. Sáng nay thì về tới Sài Gòn thì lại tiếp tục đi với bạn Ít Gia, anh nói đấy. Ít Gia Hiển nữa. Bây giờ Hiển thì đang muốn là em muốn làm tóc à? Muốn đẹp trai xíu. Muốn đẹp trai, em muốn vô showbiz. Muốn vô showbiz với Phúc. Nên là giờ đang rủ đi qua một cái địa chỉ làm đẹp của Bắc Ngàn, 126 Phan Đình Phùng. Đây nơi mà các nghệ sĩ làm, cho nên là hy vọng là làm xong ra thì Bắc Ngàn làm cho nó tưng bừng. Còn không nó chửi mình thú quách luôn mọi người. Sáng qua là kiểu muốn đi làm đẹp cho Phúc đi ăn sáng rồi, để ăn gì hủ tiếu đúng không? Hủ tiếu thôi. Ủa sao anh quẹo đường này, anh không đi thẳng luôn cho nó dễ? Đi thẳng nó chậm hơn đi đường này. Ủa vậy hả? Mình đi phăng lô lên quẹo ngã tư nhận vô. Ok. Ăn sáng rồi nha anh Phúc, cà phê uống rồi nha. Nói chung là thấy cái tan trong kia đang đợi đây cầm rồi đó, xong hết rồi, bây giờ chỉ có làm tóc thôi. Thì thực ra là Sài Gòn đang mưa gió đó, mà chắc qua đi nhậu quá bị vợ quýnh hay sao vậy. Mà anh gọi vợ em á, mọi người nghĩ có xỉn anh ơi, đừng em nói gọi lại cho người, gọi anh Phúc nha, xỉn rồi. Gần cuối năm hai anh em nhiều cái job, nhiều cái công việc ấy, nên là rất là đuối, tranh thủ. Hút vô là ngày mai là bay đi Đà Nẵng đó, là job. Còn bạn này cũng đang nhiều cái job của bạn nhiều. Rồi ăn có giờ có dở đi ăn trưa không nhỉ? Có rồi, cắt tóc xong rồi đi ăn hả? Thấy chưa mọi người? Nhưng mà đẹp mới đi ăn nha. Tiếp theo. Anh không có đem tiền, chỉ có ba cái hai cái cục sạc và hai cái điện thoại, hết tiền bạc vậy mọi người, cho là bây giờ nó có đi ăn là đứng là coi như cởi áo cởi đồ thế chấp á, thế chấp điện thoại lại đó, quay bằng điện thoại của bên bạn ấy luôn mọi người. Doctor Táo 272A Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 25 à? Dạ 25 của Bình Thạnh. Muốn mọi người vô đó thấy hạnh phúc to đùng là biết rồi đó, có cổ phần trọng. Ê, tháng này em phải nhớ chia doanh thu đồ lợi nhuận rồi cho anh hiểu. Gửi báo cáo anh hàng ngày mà. Gửi báo cáo hàng ngày đó. Cho nên thành cho mọi người nhớ tới hashtag là lấy MC Hồng Phúc, hoặc là em gái mưa của anh Hồng Phúc là sẽ được giảm. Giảm nhiều không hiểu? Cũng tùy, hôm nay tóc đẹp thì giảm nhiều. Bắc Ngàn đó, Bắc Ngàn coi cái clip này, em sẽ gửi, em sẽ tag tên Bắc Ngàn vô. Bắc Ngàn sẽ coi làm sao được, coi được, coi nha. Còn không là chửi, tại vì cơ bản là nó khen tóc em đẹp Bắc Ngàn cho nên hình ra là nó mới đi. Còn xấu là nó sẽ không đi đâu. Câu chuyện là vậy đó. Nó cũng nghĩ cũng khó chịu lắm. Mặc dù nó không phải showbiz nhưng mà nó cũng chảnh chẹ, cũng ngang ngửa em đó Bắc Ngàn. Đây nhiều lắm nha, đây nhiều nghệ sĩ tới đây làm tóc. Anh là chị Phượng, hồi xưa là anh cắt anh Hùng. Nhưng mà anh Hùng mình cũng rất là ké nè. Ít bây giờ anh Hùng mình cắt, mình hồi em cắt nổi tiếng là tóc em biết, nhưng mà ít bây giờ học viên cắt không mà, cho nên thành ra là khi mà anh chuyển đây thì anh Ngàn làm thì anh ok. Cũng có mấy bạn thợ nhưng mà mình lại yêu cầu anh Ngàn làm, với anh bio là anh Ngàn biết làm mình, nên là tí nữa anh sẽ nói anh Ngàn tút táp lên cho em ngon lành. Tóc xong đẹp là giờ anh đi thẩm mỹ viện luôn nha. Và anh Tư, anh Tư sửa tiếp. Cái chung là trong Sài Gòn trong tầm tay anh, hiểu không? Điện thoại qua Doctor Táo, tóc đẹp qua Bắc Ngàn, làm đẹp qua chị Anh Thư, hiểu không? Đó là anh nó cũng có quy trình hết rồi, chứ là không đi đâu thoát được. Ăn chơi như muốn Sài Gòn là mình có địa điểm hết. Như là cổ phần là Phúc rải khắp nơi ở Sài Gòn này rồi, cho nên thành ra là cứ tới đâu là tới những địa điểm mà mình đã quen. Đó. Giảm quanh là qua, giảm cân là qua anh Quốc, uống đi tốt. Uống đi tốt, Võ Quốc. 58/14 Phạm Ngọc Thạch. Mày đang làm cái bếp đẹp lắm nha. Ha, mình là khai trương luôn. Khai trương rồi. Bữa là Phúc với Hiển là qua khai trương đầu tiên luôn, nên là mấy bạn tới sau này bây giờ là khai trương sau rồi đó, hiểu không? Còn mình, tụi mình là khai trương đầu tiên, mình thấy đẹp ha, bếp hoành tráng đẹp. Ngó cho mọi người coi mưa gió chút xong tí nó tới chỗ Bắc Ngàn quay tiếp nè. Cuối cùng nó tới nha mọi người. Nè, cứ bật cái phải không? 126 nha mọi người. Vô. Em dẫn khách cho anh Ngàn. Đây là Bắc Ngàn nè. Đó, rồi Hiển xử lý đi. Em gọi đầu, anh Ngàn cắt tóc. Anh gọi đầu nha. Ừ,
rồi nên là sau khi cắt xong nè. Thì nó về là vợ sẽ hỏi là đi đâu rồi kia hơn, sao về nhìn ngon lành quá. Vậy chắc cũng mới anh đi đâu với em nào này. Anh đi về xong rồi các có em bé có đứa nữa có hiện ơi kiểu. Để em cày em kiếm tiền nghe kiểu. Anh chơi. Anh em mình đi chỗ lành mạnh không. À, uống xong nhiều cái màu sáng sáng lên rồi nè. Con rút cực kỳ dễ xử lý, không để bên đây kiểu gì cũng được. Chứ mấy lần thay cắt ở đâu? Cắt từ hồi xưa thì có ở đây thợ, nhưng bây giờ anh đi Úc rồi. Xong bữa giờ anh cắt bên ông bà. Nó cắt cũng ok lắm nhưng mà kiểu chưa có kinh nghiệm lâu năm. Giờ đú đỡn rồi vô okay vô showbiz vô qua anh ngàn mấy triệu không kiểu không dễ sợ quá. Sao cho lên hình nó đẹp trai bằng 1/10 không nhỉ? cũng lên hình đó, cũng chịu lên hình đó. Lên hình trai cũng lên đó, đu trend, hot trend. Ở đâu được vài phụ gì đó, giao hàng rap gì đó thì chặt luôn anh rap luôn, cái là lời anh rap luôn nha. Rồi, nói chung mình ngon lành rồi ha, thôi tạm thời kết thúc cái vlog ở đây ngày hôm nay. Đằng sau sao phải Toyota mới trả từ tài trợ cho mình có logo rồi sao. Đây, mọi người nhớ đăng ký like, subscribe, share H2B Entertainment Official nha. Nhớ tháng 8 đón xem show mới của Phúc nha. Bye bye.